những bố già châu Á đằng sau ánh hào quang của các tỷ phú doanh nhân. Joe Stagwell là nhà báo, nhà văn, biên tập viên truyền hình đã hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới. Từ 1997 đến 2007, ông làm việc tại Trung Quốc, là tổng biên tập tạp chí China Economic Quarterly, là người sáng lập và giám đốc công ty tư vấn Dragonomics châu Á. Joe đã viết hoặc là đồng tác giả khoảng 10 cuốn sách. Theo tờ Business Week, những bố già châu Á là một trong 10 cuốn sách viết về kinh doanh hay nhất thế giới. Cuốn sách xoay quanh câu chuyện về một nhóm khoảng vài chục ông trùm hay đại gia ở Đông Nam Á mà tác giả gọi là các bố già. Trong số họ, có 8 doanh nhân được tạp chí Forbes ghi tên trong danh sách 25 người giàu nhất thế giới và 13 người ở trong danh sách 50 người giàu nhất thế giới. Họ đều là người Đông Nam Á, nhưng lại có thể đại diện cho toàn châu Á rộng lớn. Với ngòi bút tài tình và các dữ liệu phong phú thu thập được từ các cuộc phỏng vấn, trò chuyện với các bố già, Joe đã vẽ nên chân dung 3 thế hệ bố già, thời thuộc địa, thời hậu chiến tranh thế giới thứ hai và các bố già thời nay. Các bố già không khác gì những con người bình thường, nhưng cũng không thiếu những chuyện thuộc loại thâm cung bí sử. Họ là những con người có ý chí và nghị lực phi thường, làm việc chăm chỉ và nghiêm túc. Nhưng để gây dựng một thế lực lớn như vậy, họ là những kẻ ăn bám, những động vật ký sinh không ai bằng. Những bố già châu Á giống như một vụ nổ, vén lên bức màn bí mật về một thế giới những người lãnh đạo của một trong các thị trường quan trọng và hỗn loạn nhất trên thế giới hiện nay. Đây còn là một cuốn sách rất có giá trị đối với những độc giả muốn tìm hiểu và nghiên cứu về kinh tế chính trị, kinh tế học vĩ mô, tài chính ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Đọc ngay những bố già châu Á cùng chúng tôi bạn nhé.